đưa ra được những hình ảnh được coi là chuẩn. Ở mỗi một mặt cắt thì chúng ta có các cái vị trí đầu dò khác nhau. Ví dụ mặt cắt chụp dọc cạnh ức. Đấy, ví dụ mặt cắt chụp ngắn cạnh ức, chúng ta di ra, chúng ta có thể bắt được là gì? Ở mức mỏm, ở mức cơ nhú, ở mức van hai lá, ở mức van động mạch chủ. Các cái mặt cắt 4 buồng, 5 buồng, 2 buồng, 3 buồng, mặt cắt dưới bờ sườn. Mặt cắt dưới bờ sườn thì chúng ta có thể, nó là mặt cắt mà thay thế mọi mặt cắt khác. Đúng không ạ? Có thể lấy được trục ngắn, có thể lấy được hình ảnh 4 buồng của tim và quan sát, đặc biệt là chúng ta quan sát được tĩnh mạch chủ dưới. Mà xét trên hõm ức thì khó dùng hơn. Các cái kích thước, đây là những cái kích thước trông thì rất là rùng rợn, nhưng thực ra đấy là những kích thước mà chúng ta đo tự động hết, đúng không ạ? Ok rồi. Đấy. Đấy. Có không phải đi cùng là con trọng. Con kéo. Đấy, ừ, đó. Đấy nhá. Đỏ này. Lên rồi đó. Đây à? Giữ lại, bấm giữ. Đắp lại cái tay. À, rồi rồi. Còn gần đây. Chúng ta bám vào cái kết quả siêu âm tim bình thường thì để mà chúng ta làm được hết tất cả các thông số này. Để mà chúng ta làm được hết tất cả các thông số này thì chúng ta phải đo được các cái mặt cắt cơ bản. Lẽ ra có một bạn lên đây được thì tốt. Chúng ta sẽ thực hành được luôn. Chúng ta đánh giá được tâm thất trái này. Kích thước các buồng thất trái là DDDS, độ dày thành thất trái. Các cái máy nếu chúng ta nhập được cân nặng chiều cao thì người ta sẽ đo cho chúng ta chỉ số cơ thất trái luôn, đúng không ạ? Tự động. Vận động của các vùng cơ tim, chức năng tâm thu phản ánh qua phân số tống máu, cung lượng tim và chức năng tâm trương thất trái. Ờ, bài đầu tiên, trong ngày đầu tiên chúng ta đã học rồi, đúng không ạ? Cô Hoài đã dạy cho các bạn về vấn đề đấy rồi. Với tâm thất phải, chúng ta nắm được về các đường kính thất phải, độ dày thất phải, vận động vùng và đánh giá chức năng thất phải. Cũng vẫn ở trong cái phần đó, chúng ta phải phân tích về van tim. Trên cùng một cắt, mặt cắt thì chúng ta vừa phải đo, chúng ta vừa phải quan sát. Về van tim, chúng ta đánh giá các cái hình thái của van tim, dòng tới và dòng phụt ngược của các van tim, đúng không ạ? Các cái cấu trúc khác chúng ta cũng phải quan sát, bao gồm động mạch chủ, màng ngoài tim, tĩnh mạch chủ dưới. Đấy là lần lượt các cái quy trình phân tích nhé. Đây nhá, thất trái, các cái thông số về kích thước và chức năng. Thất phải, kích thước và chức năng. Các van tim, hình thái, độ hở, có hẹp hay không. Các cấu trúc khác, bao gồm động mạch chủ, màng ngoài tim, tĩnh mạch chủ dưới. Và như vậy, một cái bản siêu âm tim thì các bạn phải làm bằng hết. Đúng không ạ? Chúng ta phải làm được bằng hết. Về phân số tống máu thì chúng ta có hai phương pháp, ES và Simpson. Đây là hai phương pháp cơ bản đối với một trường hợp làm siêu âm tim thường quy. Đấy. Thế còn một số trường hợp không làm nổi để chúng ta ra được IF và không làm nổi để chúng ta kể cả Simpson lẫn Take-Home chúng ta không làm được mà chúng ta vẫn phải đánh giá chức năng tim thì chúng ta làm nào? Chúng ta có bài buổi chiều ngày hôm nay ở trong phần siêu âm cấp cứu chúng tôi cũng sẽ nói đến. Về phân số tống máu, đây là theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ để chúng ta nói được là phân số tống máu khi nào là bình thường, giảm khi nào và giảm trầm trọng khi F dưới bao nhiêu, dưới 30, đúng không ạ, phần trăm. Cung lượng tim, à ha, cái này không dễ nhỉ. Yeah. Và thỉnh thoảng, nhất là các câu hỏi thường hay hỏi các bạn về cung lượng tim, có không nhỉ? Có chứ, bởi vì trong một số trường hợp nó lại rất quan trọng. Thế thì cung lượng tim đo như thế nào, người ta có thể cung cấp cho các bạn các chỉ số. Người ta có thể cho các bạn các chỉ số. Và ví dụ như VT đường ra thất phải. Nhá. Đấy. À xin lỗi, nhầm nhả. VT dòng chảy qua van động mạch chủ. Đường kính, đường ra thất trái. Tất cả đều tính theo cm. Tần số tim, diện tích da và chúng ta tính chỉ số tim và cung lượng tim. Đây, đây là các thông số trên người bình thường. Tính khối cơ thất trái, chúng ta được đo tự động mà.
và các cái chỉ số bình thường của khối tơ thất trái. Để chúng ta liếc qua một cái, chúng ta nhìn để chúng ta biết thôi. Và nếu như chúng ta nhìn thông số thì chúng ta biết được à, nó đang trong ở giới hạn bình thường, không có rảnh thành thất trái, ví dụ thế. Chúng ta nói rằng bệnh nhân có rối loạn chức năng tâm thu thất trái khi F dưới 55% và cung tượng tim dưới 2,6 lít phút trên mét vuông da, đúng không ạ? Các chức năng tâm trương thì chúng ta đánh giá cũng khá là nhằng. EA này, thời gian giảm tốc sóng E, thời gian sóng A là những các thông số dòng chảy qua động mạch phổi, vận tốc lan truyền dòng đổ đầy vòng dòng hai qua van ba hai lá, hay là một số thông số khác. Thì những cái thông số như thế này chúng ta thấy này khá là đơn giản, có thể đo trên siêu âm hưởng nhé, không cần phải các cái mốt mà đặc biệt, ví dụ như là mốt siêu âm Doppler mô chẳng hạn. Nhưng những cái thông số này nó khá phụ thuộc vào các điều kiện tải và các cái tình huống tải khác nhau. Do vậy chúng ta sẽ được, chiều nay chúng ta sẽ lại được nói là nếu như trong trường hợp mà cái điều kiện tải của bệnh nhân ở trong cái tình trạng huyết động mà bấp bênh, thì chúng ta có thể sử dụng những thông số nào được coi là đáng tin cậy để đánh giá nhanh cái chức năng tâm trương thất trái. Chứ không phải chúng ta ù cả đầu vì E bao nhiêu, A bao nhiêu, DT bao nhiêu, rồi thì các cái vận tốc lan truyền dòng chảy qua van hai lá, vận tốc dịch chuyển tối đa vòng van hai lá, vân vân là bao nhiêu. Đấy, đây là các cái phân tích về dòng chảy qua van hai lá này, để chúng ta đo trên Doppler, Doppler xung, Doppler mô nhé, với các cái sóng mà nó sẽ gì ạ, được quan sát thấy, trừ khi bệnh nhân có gì, dung nhĩ. Dung nhĩ thì mất EA rồi, đúng không ạ? Chúng ta không thể thấy được nữa. Trong phần đánh giá chức năng tâm trương là chúng ta đã thấy rồi nhé. Chúng ta chú ý đến một số các cái điều kiện tải cũng như là thay đổi sinh lý theo tuổi của bệnh nhân. Đấy. Với một số những cái lưu ý. Ví dụ như ở người bình thường, dạng cao tuổi có thể là giả bình thường. Nhịp tim nhanh thì E trên A chúng ta không nhìn thấy cái ranh giới của nó nữa. Hay là dung nhĩ thì mất sóng A và chúng ta không thấy được nữa. Thời gian giãn đồng thể tích và chỉ số, đây là các cái thông số mà chúng ta phân tích này và chúng ta nhìn thấy. Đây là vận tốc lan truyền dòng hai lá nhé, đo trên Doppler gì ạ, à, đo trên TM màu. Các chỉ số về Doppler mô chúng ta lưu ý đến mấy chỉ số, ví dụ S phẩy rất quan trọng, E phẩy, bởi vì từ E phẩy này ta tính được cái chỉ số là E trên E phẩy, đúng không ạ? Một trong những thông số rất quan trọng và ít độc và tương đối độc lập với các điều kiện tải sẽ được sử dụng để đánh giá về tình trạng huyết động. Đây là một số các cái thông số đánh giá về dòng chảy qua van hai lá, qua van động mạch phổi, trên Doppler xung, trên TM màu như ta vừa nói và trên siêu âm Doppler mô, để phân làm cái nhóm là rối loạn thư giãn hay là giả bình thường hay là đổ hầy hạn chế. Những cái thông số mà chứng tỏ là có đổ đầy hạn chế, tăng áp lực đổ đầy thất trái, tức là tỷ lệ E trên A rất cao, DT rút ngắn lại, vận tốc vòng van hai lá thể hiện qua chỉ số E trên E phẩy rất cao, trên 15 nhé. Đấy là những cái thông số tôi nói cơ bản để chúng ta có thể nắm nhanh được, còn những thông số giữa này là mặc định, chúng ta biết như vậy thôi. Về chức năng thất phải, chúng ta theo như siêu âm quý ước, chúng ta học cái gì ạ? Vận động vòng van ba lá, vận tốc sóng S phẩy trên Doppler mô, chỉ số diện tích thất phải, và có thể một số trường hợp chúng ta phải đánh giá chức năng tâm trương thất phải, thì các cái thông số mà chúng ta có thể sử dụng chỉ số tây thất phải và tây mô thất phải, nhìn chung thì thường quy cũng ít dùng nhé. Và trong bản siêu âm tim bình thường thì chúng ta thường là chúng ta không phải đo. Đây là minh họa chỉ số tây này, đây là dòng gì ạ, dòng chảy qua van động mạch phổi và qua van ba lá, để chúng ta đo hai chỉ số A và B nhé. Ví dụ B là thời gian tống máu qua van động mạch phổi,
gọi là thời gian tấm máu tất phải. A là thời gian tâm thu tất phải tính từ đuôi của sóng A trước cho đến đầu của sóng E sau, chu chuyển sau. Và chỉ số Tây thì bằng A trừ B trên B. Hôm trước trong bài đánh giá chức năng thất trái toàn bộ, các bạn có được biết về chỉ số Tây không ạ? Có chứ. Thực ra là bây giờ thì người ta ít dùng bởi vì chúng ta có các cái công cụ hiện đại khác để chúng ta dùng rồi nhá. Tây tất phải ở đây chúng ta thấy bây giờ cũng ít dùng bởi vì chúng ta thấy này, chỉ số này được đo trên hai nhát cắt khác nhau và hai chu chuyển khác nhau và hai mặt cắt khác nhau, nó khác với thất trái, do vậy chúng ta cũng hầu như không dùng nữa. Nhưng tây mô thất phải thì được sử dụng phổ biến hơn. Đây, tây mô thất phải, và chúng ta trong một số trường hợp cần phải đánh giá rõ hơn, cần thêm thông số để đánh giá chức năng thất phải thì ta có thể đo chỉ số tây mô thất phải. Ok. DPDT này, vận động bằng ban hay lá, tức là taxi đấy. Đây là cách đo chúng ta đã học biết rồi, và đến phần bài chức năng thất phải chúng ta được nói rõ hơn. Chỉ số diện tích thất phải thì chúng ta biết là thất phải là nằm trên gì ạ? Hai bình diện khác nhau. Do vậy là cái chỉ số chúng ta không thể nào đo được cái gì ạ? EF thất phải dựa vào Simpson được. Đúng không ạ? Đấy, thế do vậy nên là chúng ta chỉ có một cái để đánh giá gọi là nhanh thì chúng ta đánh giá cái chỉ số diện tích thất phải quý thì tâm trương và quý thì tâm thu thôi. Đấy, gọi là FAC thôi. Chứ chúng ta không thể nào từ cái này chúng bảo đo khác gì EF đâu nhở? Sao không thể chuyển thể nó từ diện tích thành thể tích để đo thành EF? Không được, bởi vì thất phải của chúng ta là nằm trên hai bình diện khác nhau, nó có như hình trăng lưỡi liềm ấy. Đấy, vì thế nên là chúng ta nếu như chúng ta muốn đánh giá EF của thất phải thì chúng ta phải đo trên gì? Trên cộng hưởng từ, hoặc là chúng ta sử dụng siêu âm 3D nhé. Với phần mềm đặc biệt thì chúng ta mới đo được EF thất phải. Đây là một số các thông số bình thường chúng ta có thể theo dõi. Và ở trong cái khuyến cáo của các cái thông số này được lấy từ trong cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ về các cái thông số tim bình thường xuất bản năm 2015, và Hội Tim Mạch Việt Nam đã dịch ra tiếng Việt rồi. Các bạn có thể download về bản tiếng Việt rất dễ dàng. Các thông số huyết động của tuần hoàn phổi, chúng ta đánh giá áp lực động mạch phổi, chúng ta đánh giá về tĩnh mạch chủ dưới, đường kính tĩnh mạch chủ dưới, và nhớ chỉ số bao nhiêu, trên hay dưới 21 mm nhé. Và sự thay đổi theo hô hấp, đường kính trên hay dưới 50%, để chúng ta ra một số những cái thông số này. Ví dụ tĩnh mạch phổi tĩnh mạch chủ dưới nhỏ và xẹp trên 50%, tĩnh mạch chủ dưới bình thường xẹp trên 50%, tĩnh mạch chủ dưới giãn trên 21 và xẹp gì ạ, dưới 50%, thì nó phản ánh cái gì? Chúng ta có bài riêng về phần này nên là tôi xin phép và tôi không nói cho nó quá như là chi tiết ở những phần này. Áp lực động mạch phổi thì có thể chúng ta không cần đánh giá nhanh áp lực, không cần đánh giá áp lực động mạch phổi, mà chúng ta nhìn vào cái vận tốc tối đa của dòng thở ba lá. Nếu mà trên 2.8 m/s có tăng áp lực động mạch phổi nhá, mặc định. Đấy, chúng ta phân tích các chức năng, các đường, các kích thước và chức năng của thất phải, thất trái. Sau đó thì chúng ta phân tích về các van tim. Các van tim bên trái, các van tim bên phải. Đây là hình ảnh các van tim mà chúng ta thấy là rất dễ dàng quan sát trên 2D và trên đốt len màu. Mặt cắt 4 buồng chúng ta cũng thể quan sát được, đúng không ạ? Rất dễ dàng. Các van tim chúng ta có thể quan sát ở trên nhiều mặt cắt khác nhau. Đấy, ví dụ như là van động mạch phổi trên lớp len màu trên 2D, van ba lá trên 2D trên lớp len màu. Quy trình phân tích thứ 3 thì với mỗi van như vậy thì chúng ta được phân tích gì ạ? Dòng chảy
xem có dòng phụt ngược thì là tức là hở không, và đánh giá mức độ hở ở các cái mức độ hở khác nhau của van tim. Và dòng tới tức là chúng ta xem chênh áp có cao hay không để chúng ta đánh giá xem có tình trạng hẹp van tim hay không, đúng không ạ? Và thêm một điểm nữa là nếu như không phải người bình thường mà những người đã được mổ sửa van thì là van đã sửa có vòng van nhân tạo, mổ thay van thì là van sinh học, van cơ học, vân vân. Phân tích thứ ba mà chúng ta đánh giá đối với hình ảnh siêu, đối với một trường hợp làm siêu âm tim bình thường, đó là vận động vùng các thành tim, vận động bình thường hay giảm vận động hay không vận động tí gì hay là vận động bình thường, để tương ứng với các cái vùng tưới máu của động mạch vành khác nhau. Chúng ta thấy khá là rõ ràng ở đây. Trong bản siêu âm của viện mới đấy thì chúng ta có thể thấy quan sát rất dễ dàng, đúng không ạ? Về phân bố các vùng tưới máu của các động mạch vành khác nhau. Trong đó động mạch liên tiếp trước thì dễ quá, đúng không nhỉ? Động mạch liên tiếp trước thì khá là dễ, đúng không ạ? Động mạch vành phải không hẳn là khó lắm. Đây, hai vị trí thành sau và vách liên thất vùng đáy, đúng không ạ? Nhưng mà ở thành sau đây. Còn động mạch mũ thì sẽ làm sao? Thành bên nhưng mà vùng đáy, đúng không ạ? Đúng chưa? Thành sau, thất trái, vùng đáy thì chúng ta nghiêng về động mạch mũ nhé. Các chỉ số vận động vùng của thất phải nó hơi chuyên biệt một tí, mà cũng không phải nhiều khi chúng ta không nhìn được mấy. Thế nên là chúng tôi đưa ra ở đây để chúng ta biết thôi, chứ chúng ta cũng không thực sự là chúng ta quá là đánh giá một cách chi tiết. Ví dụ nhánh liên thất sau, đây gợi ý nhánh liên thất sau, gợi ý liên thất sau, nhưng có thể là gì, ngay từ đoạn một động mạch vành phải đã có biểu hiện này rồi, đúng không ạ? Đấy, nên là đối với vành phải thì nó không được được rõ ràng như là động mạch vành trái. Đây là các cái đánh giá về vận động vùng ở các cái mặt cắt khác nhau, trục dọc này, trục ngắn, 4 buồng, 2 buồng. Và chúng ta cố gắng là khi chúng ta chỉnh gen thì chúng ta lấy cái viền nội mạc nó rõ ràng. Một phần nữa đó là dịch màng ngoài tim. Chúng ta phải xem là có dịch màng ngoài tim hay không. Đấy. Có thể là dịch ở đâu ạ? Thành sau, thất trái, cạnh nhĩ mà chúng ta hay nhìn thấy nhất là gì ạ? Cạnh nhĩ phải. Đấy. Và người ta quy ước ở các cái mức độ khác nhau thì là dịch ở mức độ ít, vừa hay là nhiều. Đấy, ít vừa hay nhiều thường là đo ở cái khoảng trống siêu âm ở thành sau, sau thành sau thất trái, dưới 10 mm, 10 đến 20 mm, trên 20 mm, để người ta ước tính cái số lượng dịch là ít hay vừa hay là nhiều. Thế còn một phần nho nhỏ thì chúng ta sẽ kiến tập trên máy. Một bạn xin mời lên đây nhé. Và bạn nào có kinh nghiệm nhất trong số siêu âm ở đây, trong số các bạn siêu âm ở đây? Đông à? Các anh chị cao học, bạn là anh chị nào đã làm siêu âm rồi, siêu âm tim rồi à? Đúng rồi, chị Hoa Hồng, các bạn siêu âm nhìn thấy chi chít ở trong viện tim mạch. Nào, mời chị Hoa Hồng lên đây. Và mời một bạn nào đấy. Gì? Chả nhẽ lại là tôi, thực ra là tôi là không bị ấy đâu, không bị gọi là tăng gọi là cái tính cảm âm nó kém, bởi vì là thành ngực rất là dễ. Thôi một bạn nam nào đấy đi. Nào bạn này. Lên đi. Tự giác. Bạn Hoa Hồng lên nhá. Bạn Hoa Hồng sẽ làm tất cả các mặt cắt và sau đó thì chúng ta cùng phân tích xem là Hoa Hồng làm như vậy là ok không?
Dạ. Ừ, em cất đi. Mục tiêu của chúng ta là gì? Chúng ta phân tích này, trên cái bản ghi kết quả siêu âm tim ở viện tim mạch thì chúng ta có 4 thành phần để chúng ta phải phân tích, đúng không ạ? Các chỉ số ở phía trên đó là các kích thước và chức năng. Các chỉ số ở phía giữa đó là tình trạng các van tim. Đúng không ạ? Ở đằng sau thì có 2 phần vận động vùng và dịch màng ngoài tim, cũng như là một số các cấu trúc khác, ví dụ như là ngoài màng ngoài tim thì động mạch chủ ra sao, động mạch chủ lên, quay động mạch chủ có vấn đề gì không, đúng không ạ? Tĩnh mạch chủ dưới có vấn đề gì không nhá. Thế còn bây giờ mục tiêu của cái việc chúng ta thực hành đó là gì? Chúng ta nhìn cái mặt cắt mà các bạn thực hiện, mặt cắt đấy chuẩn chưa, hình ảnh đấy đẹp chưa, để chúng ta có thể phân tích được không? Hình ảnh mà lệch thì chúng ta sẽ không thể đo được, đúng không ạ? Nào thanh niên, không cần để mà mình chỉ cần đo thôi, không đo mình lấy hình ảnh thôi. Dạ không, kéo cao lên thôi, em kéo cao lên nằm nghiêng quay sang bên trái. Nào, nghiêng trái. Các bạn có thể vui lòng tắt bớt cái ánh sáng đi, giảm bớt ánh sáng đi. Nào bạn Hồng. Bạn Hoa Hồng, bởi vì là 2D phải đẹp đã bạn Hồng à. 2D của bạn còn chưa rõ. Zeneco ở phía sau có vẻ hơi ấy đúng không? Phần eye scan, phần eye scan này đấy. Từ mặt cắt trục dọc cạnh ức mà bạn Hồng đã quan sát được rất nhiều các cái cấu trúc. Đấy, bạn đi đo luôn. Thế. Thôi không phải đo Hồng ạ. Em cứ lấy đầy đủ các mặt cắt để các bạn thấy rằng là à, mặt cắt tốt đã. Đây là một mặt cắt chúng ta có thể nhìn được van ba lá. Ngoài ra thì còn một mặt cắt hướng về thất phải. Chúng ta cũng có thể nhìn được van ba lá. Bạn đừng lấy màu vội Hồng ạ. Đây là mặt cắt trục ngắn cạnh ức. Và nếu như bạn Hồng di cái đầu dò thì bạn có thể đi từ mỏm cho đến gì ạ? Tận van động mạch chủ. Và thậm chí còn xa hơn nữa. Rất đẹp. Chúng ta có thể đánh giá được cái gì ạ? Chúng ta đánh giá được vận động, đúng không ạ? Các vùng của cơ tim ở mặt cắt trục ngắn. Quan sát van nào. Bạn cho các bạn quan sát van. Đây là van động mạch chủ này. Chúng ta xem được ba lá van mở, đóng mở có tốt không? Và gốc động mạch vành trái, gốc động mạch vành phải chúng ta cũng có thể quan sát được. Ô, sao không lấy được nữa nhỉ? Hết pin. À, cái này thì phải chuyển vào cái máy của em. Để chịu rồi. Đây. Như con tàu. Rồi, bây giờ Hồng chuyển thành mặt cắt 4 buồng
từ mỏm tim. Đúng rồi, nhỏ lại, bởi vì hình ảnh chuẩn là chúng ta phải nhìn được hết tất cả các thành của cơ tim. Đấy, chúng ta phải nhìn nó gọn ở trong này, trong cái khuôn hình. Từ đây bạn xoay sang mặt cắt hướng về thất phải. Vẫn là bốn buồng nhưng hướng về thất phải. Không. Thôi chẳng dùng nữa. Ừ, chẳng cần đâu. Chết đẹp lắm. Thôi được rồi. Em chuyển sang mặt cắt 5 buồng. Ngả cái tay. Rồi. Không sao. Em chuyển về 2 buồng. Em cho bệnh nhân nằm ngửa và chúng ta chuyển sang. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy thành sau đúng không ạ? Toàn bộ thành sau. Sai. Rồi em cho nằm ngửa vai đi và cho mặt cắt dưới bờ sườn và mặt cắt trên hõm ức. Rồi em cho một cái trên họ bức cho bạn ấy. Thế nào cũng được, tùy kiến em. Đúng rồi. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy gì ạ? Chúng ta phải phân tích quai và động mạch chủ xuống. Đúng không ạ? Như vậy là chúng ta có thể nhìn được, ví dụ như là có mảng xơ vữa ở quai là chúng ta nhìn được đúng không ạ? Có lóc tách và phình ở quai chúng ta nhìn được. Nếu như có vấn đề gì ở động mạch chủ xuống chúng ta cũng nhìn được, ví dụ phình hoặc là gì? Hoặc là hẹp eo động mạch chủ chúng ta cũng có thể đánh giá được đúng không ạ? Rồi cảm ơn bạn Hồng, sao tôi nhờ một xíu nhỉ. Như vậy bạn Hồng làm đã là một bác sĩ siêu âm được qua đào tạo nên là cái mặt cắt của các bạn tương đối ổn. Em nằm nghiêng lại nhé. Ta lại làm rất nhanh qua các hình ảnh. Đấy, chúng ta có thể xem này. Ở mặt cắt chụp dọc cạnh ức chúng ta xem tối đa những gì có thể. Chúng ta sử dụng Doppler màu sau khi mà chúng ta làm 2D định hướng. Đấy. Tuy nhiên là khi phải phân tích các van tim ấy thì chúng ta chú ý một cái là chúng ta nên thu gọn cái cửa sổ màu lại. Nếu như các bạn định phân tích về van động mạch chủ, bạn phân tích về vách liên thất xem là có lỗ thông liên thất ở đây không, hay là đánh giá dòng chảy qua van hai lá nhé. Và nếu như chúng ta chuyển sang đốt lên màu thì chúng ta giảm bớt cái gain 2D đi thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Đấy, chúng ta thấy không ạ?
một trong những cái nguyên lý dành cho người mới bắt đầu siêu âm đó là gì? Khi chúng ta vừa mới làm, chúng ta tăng gain lên đã nhé, để không làm mất các cái tổn thương. Sau đó thì dần dần các bạn hạ dần xuống để chúng ta lấy được cái hình ảnh mà nó đẹp và chuẩn. Lưu ý là chúng ta càng sát thành ngực thì càng tốt nhé. Chúng ta đây, đây cái đầu dò siêu âm này, thì đây là cái đầu trên, thì chúng ta thấy này, ví dụ trục dọc nó hướng về vai bên phải, khi nó hướng về vai bên trái thì chúng ta sang trục ngắn, đúng không ạ? Đấy, để chúng ta hình dung cho nó dễ. Đấy là những mặt cắt chuẩn. Mặt cắt không chuẩn, ví dụ như là trục dọc cạnh ức nhưng mà ta lại đưa lên trên một khoang lên sườn, thì lúc đó cái mà chúng ta lại quan sát thấy là gì ạ? Cái chúng ta khỏi thấy được nhiều hơn, chúng ta không cần quan tâm đến các cái cấu trúc van nữa, mà chúng ta quan tâm đến cái gì? Chúng ta quan tâm đến động mạch chủ nhé. Chúng ta quan tâm đến động mạch chủ, chúng ta tìm tối đa. Đấy, ở động mạch chủ lên này, đây chúng ta đang di dần lên, chúng ta di dần cái đầu dò lên để chúng ta xem được tối đa cái đoạn động mạch chủ lên nó có vấn đề gì không. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Đấy là mặt cắt thay, gọi là mặt cắt thay đổi. Tương tự như vậy, cũng vậy, ở đây thì chúng ta nhìn được mặt cắt qua van động mạch chủ, nhưng chúng ta lên trên cao một chút thì chúng ta lại có thể nhìn được cái đoạn đầu của gốc động mạch chủ nhé, và động mạch chủ lên một tí. Em nằm nghiêng nhé. Và nếu như bệnh nhân mà tư thế càng chuẩn, đấy chúng ta thấy không ạ? Nếu mà tư thế càng chuẩn thì hình ảnh sẽ càng rõ nét và rõ ràng. Ví dụ ở đây chúng ta xem van động mạch chủ xong rồi, chúng ta nhìn thấy gốc động mạch vành rồi, nhưng vẫn ở trên mặt cắt này ta muốn phải xem cái gì ạ? Ta muốn xem kỹ hơn cơ, ta muốn xem cái van động mạch phổi ra làm sao và động mạch phổi có vấn đề gì không. Thì đây là hình ảnh mà chúng ta có thể xem được van động mạch, xem được động mạch phổi rất là rõ ràng. Đây, đường ra thất phải này, van này, thân này, nhánh này, động mạch phổi phải này, động mạch phổi trái, cho nhìn thấy không ạ? Đấy, hai nhánh rất là rõ ràng. Chúng ta lúc đó thì chúng ta chỉ cần focus vào đúng cái hình ảnh mà chúng ta quan tâm thôi, chúng ta không cần làm van hai lá này, vận động vùng này. Từ mỏm thì là lúc nãy là có một cái hình ảnh mà chúng ta thấy vẫn còn chưa đẹp lắm. Đấy là hình ảnh bốn buồng mà hướng về thất phải. Đây nhá, chúng ta nhìn này. Cái đầu dò khi chúng ta mặt cắt bốn buồng từ mỏm tim thì cái đầu ở đây chúng ta dịch về đâu ạ? Dịch xuống phía dưới. Chúng ta xoay xuống phía dưới. Nhìn xuống phía dưới cái chân. Đấy nhá. Và chúng ta ngửa một cái thì là ngửa tay lên thì là mặt cắt năm buồng. Thế nhưng mà nếu như chúng ta hướng về thất phải thì vẫn cái vị trí đấy, chúng ta đẩy sang bên này. Chúng ta nhìn thấy chưa? Chúng ta nhìn thấy thất phải của chúng ta đẹp chưa? Nhá. Chúng ta nhìn thấy rõ viền nội mạc. Bởi vì đôi lúc chúng ta sẽ phải đánh giá cái gì? Chúng ta sẽ phải đánh giá về vận động tại mỏm thất phải, vận động thành tự do thất phải. Đấy, và đo các cái kích thước vùng thất phải thì cái hình thất phải phải đẹp. Thế còn nếu chúng ta đánh giá vận động vùng thất trái, chức năng thất trái toàn bộ, thì chúng ta dựa vào, chúng ta phải nhìn, chúng ta lấy cái thất trái cho nó rõ ràng nhé. Và cũng chính trên mặt cắt này, khi mà chúng ta nhìn thấy, xin lỗi vì nó hơi đau nhé, nhưng mà thường là nếu mà chúng ta thấy là bệnh nhân đau, tức là chúng ta sẽ làm được hình ảnh đẹp. Còn bệnh nhân chẳng đau tí gì thì đây, đây là sóng E và sóng A qua van hai lá.
sóng E và qua vạ A qua van ba lá. Đấy, chúng ta thấy nhỏ hơn nhiều so với lại bên tim bên trái đúng không ạ? Cũng ở đây thì chúng ta đo một số các cái thông số, ví dụ đối với thất phải, ngoài kích thước thất phải thì chúng ta đo dùng TM, chúng ta đo gì ạ? Taxi. Đây, chúng ta đánh giá toàn bộ thành sau thất trái, van hai lá ở các cái mặt cắt khác nhau. Đấy, mặt cắt hai buồng, mặt cắt bốn buồng, van động mạch chủ mặt cắt năm buồng. Ở mặt cắt này thì chúng ta có một cái hình ảnh gọi là mặt cắt thay đổi. Chúng ta có một hình ảnh rất thú vị là chúng ta cũng có thể quan sát được cái gì đấy ạ? Động mạch chủ xuống ạ. Chúng ta nhìn thấy không ạ? Đấy. Chúng ta thử đây này, bốn buồng nhá, xoay này, hai buồng. Và chúng ta check cái đầu dò xuống phía dưới nhá. Xuống phía chân bên trái nhiều hơn thì chúng ta sẽ nhìn được cái động mạch chủ xuống rõ ràng. Nào, bây giờ đến lượt là nằm ngửa đi. Bình thường thì nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân tất cả các mặt cắt khác đều rõ ràng và trên người bình thường thì mặt cắt dưới bờ sườn chúng ta không sử dụng thường xuyên lắm. Chúng ta chỉ có sử dụng khi mà chúng ta phải đánh giá cái gì ạ? Đánh giá tĩnh mạch chủ dưới thôi, đúng không ạ? Đây, tĩnh mạch chủ dưới đây. Và đo đường kính tĩnh mạch chủ dưới, sự thay đổi tĩnh mạch chủ dưới dựa vào theo hô hấp. Đấy, nhá. Trên 50% và tĩnh mạch không giãn đúng không ạ? Cẩn thận, đôi lúc là cái đưa hình của chúng ta nó hơi chéo chéo một tí, nó sẽ hơi xấu. Đấy, như thế này là được. Cách cái vị trí đổ vào nhĩ phải khoảng 0,5 cm trở lên, thế là được, ok. Chúng ta nhìn được các cái tĩnh mạch gan nữa. Và trên hõm ức như ta đấy. Thế bây giờ để kết thúc thì chúng ta nhờ một bạn chưa từng làm siêu âm. Nào, thay bạn khác nhé. Thế sao? Đây, em làm được cái gì? Thật là vất vả. Nào, mời em. Em cũng cho các bạn xem tất cả các mặt cắt mà chúng ta vừa trình bày để xem là mục tiêu của chúng ta có đạt được không. Nằm lui xuống dưới à? Đẹp nhất. Rồi, nào, thôi được. Cho chụp ngắn. Rồi, cho chúng ta thấy van động mạch phổi nào. Check sang bên trái.
Rồi chúng ta nhìn thấy van đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta chưa nhìn thấy hai nhánh. Em đẩy lùi xuống một tí. Đấy, và em xoay đi một chút là em sẽ thấy thôi. Đừng cứng tay. Các bạn cố gắng đừng cứng tay. Đấy, thấy không? Em đừng cứng tay thì em sẽ nhìn được thôi. Nhá. Mềm tay ra. Em lấy đi. Mềm tay. Bệnh nhân vẫn nên là vẫn nằm nghiêng trái hoàn toàn. Đấy, thì em sẽ nhìn được rõ hơn. Xoay lại nào. Đó, khá hơn rồi đấy. Xoay tiếp đi. Em xoay. Xoay tiếp và điều chỉnh cho cái động mạch phổi nó chạy về bên phải thì em sẽ nhìn rõ hơn. Nữa. Đây là mặt cắt lai lai ở mỏm rồi. Đây thành mặt cắt lai lai ở mỏm rồi. Thôi được, bây giờ em chuyển sang bốn buồng là cái mặt cắt ưa thích đi. Muốn khoe rằng tớ làm siêu âm tim rất giỏi thì cứ cho người ta nhìn cái mặt cắt bốn buồng. Dễ ợt. Đấy, tự nhiên tình cờ trước khi chuyển vị thì lại thấy mặt cắt bốn buồng đẹp, nhưng mà đây lại chưa phải mặt cắt bốn buồng. Từ mỏm cơ, đây là từ trong mỏm. Nếu mà em thấy như này thì em sẽ đề nghị người bệnh là hơi ngửa ra một chút. Đấy, tựa vào người em ấy thì em sẽ thấy dễ hơn. Em lại ấy, đây này, mặt cắt bốn buồng ở mỏm đấy, em để lùi xuống. Đấy, em thấy không ạ? Và check lên phía trên, ta đã nói rồi. Nhá. Rồi, bốn buồng đã, chưa bốn buồng thì chưa thể làm được những cái khác. Ta hướng về thất phải. Đó, khá hơn rồi đấy, rất đẹp, rất tốt. Xoay sang ngửa sang bộ năm buồng trước đã. Ngả sang năm buồng, ngửa tay là được. Rồi, ngửa tay, ngửa hẳn. Ngửa lại không nhìn thấy gì, ngửa quá. Em chỉ hơi ngả tay một tí thôi. Nó cũng quan trọng bởi vì giúp ta đánh giá van động mạch chủ mà. Đấy, thấy chưa? Thấy không ạ? Chỉ cần ngửa vừa tí thôi, chứ không cần phải quá. Bây giờ em em cho bệnh nhân nằm ngửa và em lấy cái tĩnh mạch chủ dưới. Thì em cắt ba buồng đi, xoay sang hai buồng. Rồi. Kéo ra giữa rồi sau đó ngửa tay là nó sẽ thành ba buồng. Ôi, xoay như trong trắng thế thì không được. Xoay như trong trắng thì lại chưa được. Đây này. Đấy. Đấy, ngả ra một tí thì em sẽ nhìn thấy van động mạch chủ nó ở bên check về bên phải. Đấy, thấy chưa? Rồi, thấy chưa? Rồi, xong. Nằm ngửa, ta xem cái mặt cắt quan trọng nhất. Thôi, các bạn chỉ có nửa tiếng để ăn thôi. Cố gắng lấy cái tĩnh mạch chủ dưới là được. Nào, làm thế nào để thấy rõ hơn? Em đây nhá. Đây này. Đấy. Chúng ta vẫn là dùng cái đợi. Đây đây em cứ không em. Cái đầu dò của chúng ta vẫn là check về bên này nhá. Vẫn phải check về bên trái. Chúng ta ngả xuống để đấy thì chúng ta sẽ lấy được cái thôi. Em nhìn hình dung được không ạ? Đừng có ấn mạnh quá là nó xẹp mất. Em sẽ không nhìn thấy được nữa. Nhá. Cố gắng là lấy được đấy, lấy được tĩnh mạch chủ dưới là thành công rồi. Là thành công rực rỡ rồi.
Đây là câu hỏi đã ưu tiên cho các bạn tối đa. Cái máy Affinity là máy, một trong máy dễ dùng nhất, hình ảnh đẹp nhất, và hầu như chúng ta không phải hiệu chỉnh gì về mặt kỹ thuật cả, là chúng ta đã có những hình ảnh rất là tốt rồi. Nào bây giờ mà muốn làm gì nữa nào? Tí mày chủ lấy được chưa? Chưa lấy được cơ á? Vẫn đang là một mớ hổ lốn kia. Làm thế nào để lấy được? Em lại ấy rồi, em lại toàn để mà cắt trục dọc đấy. Đây này. Đấy, em phải nhìn được nhĩ phải, thấy chưa? Thì em sẽ nhìn được tĩnh mạch chủ dưới, đúng không? Đấy, hoặc là em nhìn được tĩnh mạch gan, em ngả tay lùi xuống dưới là em sẽ nhìn được tĩnh mạch chủ dưới. Thêm một cái trên họ mức nữa là xong. Đâu nào? Đây nhé. Đây. Không cần bệnh nhân phải ngửa quá. Đây. Nhìn thấy chưa? Chúng ta hình dung cái cấu trúc giải phẫu của tim nha. Chúng ta đẩy cái đầu giò nó đúng như thế. Đấy là em đang ấy vào cổ bệnh nhân rồi. Đấy. Thế là được rồi. Hơi lệch sang một tí là em sẽ nhìn thấy. Hơi lái sang một tí là nó sẽ nhìn được rõ hơn. Em lại. Em cứ chúc xuống quá thì em nhìn thấy toàn cổ bệnh nhân thôi. Đây là các cái hình ảnh siêu âm tim trên người bình thường, các cái mặt cắt bình thường. Và các bạn phải đạt được cái tiêu chuẩn đó. Thứ hai là trên mặt cắt bình thường này, các bạn phải đo đúng. Đo đúng và cách đo như thế nào thì như tôi nói ở trong phần đầu đó. Trong cái khuyến cáo mà đã được dịch cho tiếng Việt của Hội Siêu âm Hoa Kỳ đã hướng dẫn về các cái đường viền này. Nha. Đặt con trỏ, các cái kích thước đo thế nào cho chuẩn. Thì cũng như là các cái giá trị tham chiếu bình thường chúng ta có thể tham khảo ở đó nhé. Ok chưa, em hài lòng chưa? Đây em đang nhìn động mạch chủ cắt ngang rồi. Đây này, lùi đây cơ mà, em nhìn thấy không? Đây, thấy chưa? Bởi vì động mạch chủ của em đi như thế này nhé, thế em muốn nhìn nó thì em phải đối diện với nó. Đấy, em hiểu không ạ? Đấy. Đấy, thấy không? Thấy chưa? Nhá, thấy không ạ? Rồi. Nào, mời người tình nguyện của chúng ta dạy. Và chúng ta tặng bạn một tràng pháo tay trước khi chúng ta kết thúc. Chiều nay chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào lúc khoảng 5 giờ, 3 giờ. 3 rưỡi nhỉ? 3 rưỡi, vâng ạ. Mời các bạn nghỉ 30 phút. Sơn bảo bạn nào kéo máy trở về phòng ấy nhé.